bạn, như vừa rồi tôi có giới thiệu với các bạn là cái loại đèn mà gắn trên race wire của Dayton. Thì cái mà tôi đang sử dụng là cái loại đèn mà có dây nguồn riêng và dây tín hiệu riêng, chứ nó không có dùng cái nguồn từ ESC đi ra motor. Và để giải quyết cái việc đó là nếu mà các bạn dùng bốn cái đèn đó mà gắn trên bốn cái arm á, thì bình thường các bạn sẽ phải mắc nối tiếp thì các bạn mới có thể điều khiển và là sử dụng bốn cái đèn. Như thế thì dây nhợ nó rất là dài và nó lằng nhằng lắm. Và để giải quyết cái chuyện đó đó thì cái FC mà tôi đang sử dụng của Mamba, của Dayton là Mamba F722 á, thì nó có bốn cái cổng đèn bốn góc. Đó, các bạn thấy là ngay bốn góc này nó có bốn cái cổng đèn. Đó. Thì với cái việc đó thì bạn sẽ không cần phải mắc nối tiếp nữa, mà các bạn cứ mỗi đèn là các bạn cái hàng dây vào cái cổng đèn đó. Rồi thì cái các bạn có thể thắc mắc rằng là sau đó thì các bạn chúng ta sẽ phải điều khiển cái đèn nó bằng Betafly, có đúng không? Thì ra là không đúng. Là bốn cái cổng này á là bốn cái cổng điều khiển đèn riêng, nó không có thông qua Betafly, nên các bạn sẽ không phải mà và mất công với việc là phải vô Betafly rồi set đèn led trên đó hay màu hay là chế độ chớp gì đó. Thì cái này là cái điều rất là tiện lợi, bởi vì trước đây á, khi chúng ta muốn gắn cái đèn led cho cái con quạt của chúng ta đó, thì hoặc là chúng ta phải dùng Betafly. Thì Betafly á bị những cái là chúng ta chỉ có tốt như là chúng ta dùng một cái đèn thôi. Và nếu các bạn mắc làm thêm nhiều cái thanh đèn nữa, các bạn sẽ phải mắc nối tiếp. Lúc đó các bạn sẽ gặp lại cái vấn đề về dây nhợ nó hơi lằng nhằng. Và bây giờ khi các bạn mà nếu các bạn sử dụng cái đèn riêng, thì trước đây trên thị trường đó là cái bộ đèn đó nó sẽ đi kèm cái mạch điều khiển đèn. Là cái mạch đó nó sẽ thêm một cái phần trọng lượng cho con quạt các bạn. Đồng thời nó chiếm một cái phần trong cái bụng con quạt của các bạn. Nếu mà con quạt các bạn mà dạng như là nó bụng nó gọn á, thì gắn cái thêm cái sắt đèn nó vô là nó sẽ khá là rườm ra. Thì hiện nay với cái FC này của Dayton là các bạn sẽ không cần phải gắn thêm bất cứ một cái gì nữa, mà các bạn có thể điều khiển được đèn luôn. Là trên cái FC này á, nó có hai cái nút. Nút ở trên là cái nút boost. Rồi lúc này là chỉ dùng là khi mà các bạn flash firmware cho FC thôi. Còn cái nút ở dưới chính là cái nút để điều khiển đèn. Và khi các bạn là khi các bạn cắm pin vào á, là các bạn dùng cái nút dưới để các bạn đổi màu đèn hoặc là đổi chế độ chớp. Thì khi đầu tiên á, mặc nhiên nó ở mặc định á, tức là các bạn dùng cái nút đó là các bạn sẽ đổi màu đèn. Thì khi các bạn đổi màu đèn ưng ý xong thì các bạn sẽ chuyển sang chế độ là chọn chế độ chớp. Thì các bạn phải bấm cái nút dưới, các bạn giữ khoảng 5 giây cho đến khi mà các bạn thấy cái đèn mà đèn led nhỏ màu xanh lá cây ở trên FC nó sáng lên, tức là nó xác định là nó đang ở cái chế độ là chọn độ chớp. Thì bắt đầu các bạn cứ bấm thì nó sẽ chớp theo cái cách rồi, hoặc là khoan, hoặc là nhặt, hoặc là hai cái đèn ở phía sau nó sẽ chớp, hoặc là hai đèn phía trước nó chớp. Thì tùy các bạn sẽ chọn cái chế độ chớp nào mà các bạn thích đó. Và thêm nữa là cái số lượng đèn bốn cái cổng này có thể điều khiển và hoạt động được là tối đa là 48 đèn. Và như tôi đang sử dụng ở đây á, tức là tới 16 cái đèn, tức là tôi vẫn còn khá nhiều cái số lượng đèn mà chưa sử dụng tới. Đó thì giới thiệu thêm cho các bạn cái tính năng đó của cái FC của Mamba, để các bạn thấy là cái độ tiện lợi của nó khi các bạn là muốn gắn thêm đèn. Chứ trước đây á, mà nếu mà muốn gắn nhiều đèn như vậy á, là không phải chuyện đơn giản. Nên là khi mà có cái này rồi, tôi ráp cái này rồi thì mới thấy là cái này nó rất là tiện ở chỗ đó. Thì các bạn có thể nghiên cứu thêm về cái vấn đề này. Cảm ơn các bạn.